đánh thằng trộm gà. Không có ai, phải hành động nhanh thôi. Ôi trộm, ôi bà con ơi, có trộm. Hả? Không, không. Mình đâu có muốn làm cái thằng trộm cắp để người ta đánh đuổi thế này chứ. Giá như ba mẹ còn sống, giá như mình được học hành thì đâu đến nỗi. Đằng nào mình cũng không thể sống ở làng được nữa. Mình phải rời làng mà tìm chốn nương thân thôi. Tuất đâu? Lại đây ông Bảo. Dạ bẩm, ông cho gọi con. Đúng vậy, hôm nay ta có ông bạn ở nơi xa đến chơi. Người đi ra chợ mua ít thịt bò với ít rau về xào đãi khách. Nhớ mua miếng thịt ngon ngon ấy. Dạ vâng ạ, con chào ông, con đi. Đúng là hiếm có thằng đi ở nào mà lại ngoan và chăm chỉ như nó. Dạ bẩm ông, con đi chợ, trên đường về thấy người bán hũ rượu ngon, con mua về để ông đãi khách ạ. À. Khá lắm. Đó, thằng ở mà tôi nói với ông lúc nãy đó. Ông cho mày lui, xuống bếp chuẩn bị nấu nướng đi nhé. Chắc chắn là nó rồi, thằng ăn trộm. Ăn trộm nào? Đó là thằng Tuất, thằng ở nhà tôi. Hiền lành, tử tế mà chăm chỉ lắm. Tôi còn định gả con gái út cho nó đó. Cái gì? Không được. Ông có lầm không đấy? Ông nghe tôi kể nè. Có chuyện ấy à? Chết thật. Nhưng mà nó ở với tôi đã lâu, tôi không chê trách nó điều gì. Có lẽ nó đã thay đổi rồi ông à. Bản chất mà làm sao thay đổi được? Tôi không tin. Tốt nhất là ông cứ đuổi nó đi. Không, tôi không nỡ làm thế. Lỡ nó đã thay đổi thì tội cho nó lắm. Hay là để cho tỏ tường, ông thử làm cách này xem. Tuất, ra ông Bảo. Dạ. Ở đây có con gà luộc, ta chuẩn bị mang sang biếu ông lý trưởng. Con đem vào bếp gói ghém cẩn thận cho kín đáo nhé. Dạ vâng ạ. Trời, sao lại có vàng ở đây? Đó, ông thấy chưa? Tôi đã nói mà. Thưa ông, con có chuyện riêng muốn thưa với ông. Chuyện gì? Ông bạn ta đây cũng như người già, có gì cứ nói đi. Dạ, thưa ông, hồi nãy gói ghém con gà, con thấy có đồng tiền vàng rơi ra từ bụng nó. Không biết... Dạ, con không biết ông để quên tiền hay khi mua gà đã có vàng trong đó, vì vậy con mang vào trình ông. Đúng là ta đản trí, quên tiền trong con gà thật. May mà con phát hiện được. Nhưng thôi, đồng tiền đó ta thưởng cho con. Dạ, con không dám. Sao lại không dám? Dạ, đời con đã lắm gian truân. Con đã tự hứa không bao giờ lấy bất kỳ cái gì của ai. Ta biết, nhưng đây là ta cho con. Con xứng đáng mà, hãy nhận lấy đi. Thôi, vào chuẩn bị để ta còn sang nhà ông Lý. Dạ, con cảm ơn ông. Đó, ông thấy chưa? Ai bảo bản chất con người không thể thay đổi. Nhưng tôi thì tôi vẫn tin vào bản chất lương thiện của con người cậu ấy. Đúng vậy, đúng vậy. Bản chất xấu thì khó thay đổi lắm. Nhưng trong trường hợp này, bản chất anh ta là lương thiện. Những việc xấu trước đây chẳng qua là do hoàn cảnh xô đẩy mà thôi. Thì hiểu như ông cũng đúng. Chuyện của anh Dần.
tóm được mày rồi. Ui da, ai mà lại đứng chỗ người ta đang săn thế này chứ? Là tôi, tại bất ngờ quá nên tôi tránh không kịp. Có phải thầy Lan Sửu ở núi thượng không? Đúng là thầy rồi, không ngờ lại được gặp thầy ở đây. Vâng, đúng là tôi. Nhưng anh là... Thầy không nhớ tôi sao? Năm ngoái, mẹ tôi bệnh thập tử nhất sinh. May có thầy đến chữa bệnh, nên mẹ tôi mới qua khỏi. Ơn này cả đời tôi cũng không quên được. À, tôi nhớ rồi. Là anh Dần phải không? Vâng, đúng rồi thầy ạ. Hôm nay có duyên gặp thầy ở đây. Hay là thế này, tôi xin được rước thầy về nhà, mời thầy một bữa gọi là... Ấy ấy, thế thì không được rồi. Ở nhà tôi đang có mấy người bệnh chờ thuốc gấp. Tôi phải khẩn trương tìm lá thuốc, còn về chữa bệnh cho người ta. Thế thì đúng là làm khó thầy rồi. Cứu người như cứu quả, phải ưu tiên trước đã. À, hay thế này, tôi vừa đi săn được một con thỏ rừng này, xin được biếu thầy làm chút quà cảm ơn. Tuy chẳng nhiều nhặn gì, nhưng cũng là tấm lòng của tôi và gia đình với thầy. Anh cứ thế này làm tôi ngại quá. Tôi vốn ăn chay đã quen, thỏ này có nhận cũng không biết làm gì. Thôi thì anh cứ giữ lấy, coi như tôi đã nhận. Hôm khác rảnh rỗi hơn, tôi đi hái thuốc rồi ghé qua nhà anh sao, tiện khám lại bệnh cho bà cụ luôn thế. Nếu thầy nói thế thì đành vậy. Mong thầy sớm qua nhà, mẹ tôi gặp lại thầy chắc là mừng lắm. Thôi anh đi săn tiếp nhé, tôi phải tranh thủ hái thêm ít lá thuốc đây. Vâng, chào thầy ạ. À, thật tiếc quá, gặp thầy ở đây rồi mà không mời được về nhà. Anh gì ơi, cho tôi hỏi đường lên dốc Lữ đi lối nào vậy? Anh đi thẳng con đường này, đến ngã ba thì quẹo phải, cứ thế là tới. Cảm ơn anh. Con thỏ ngon quá, anh vừa săn được đó à, có thể bán cho tôi được không? Nếu anh muốn mua thì tôi bán, trông anh có vẻ thích ăn thịt thỏ. Cho tôi xem qua con thỏ được không? Anh cứ xem đi, béo lắm đấy, thịt con này thì ngon phải biết. Đứng lại, đứng lại, cướp, cướp. Đồ ăn cướp, lần sau mà gặp thì biết tay nhau. Sao trên đời lại có kẻ ác thế chứ? Suốt từ sáng đến giờ mới được mỗi con thỏ ấy, vậy mà nỡ cướp mất. Trời ơi, tức chết mất thôi. Mà sao mình lại ngu ngốc đưa cho nó vậy? Có chuyện gì vậy? Nãy tôi nghe thấy tiếng hô cướp. Thầy ạ, à, con thỏ lúc nãy đó, có một tên cưỡi ngựa hỏi mua. Thế rồi nhân lúc tôi sơ ý cởm luôn rồi phóng ngựa chạy mất. Thầy bảo thế có tức không? Công sức của người ta mà cướp trắng trợn giữa đường. Ồ, ra vậy. Thôi thì đằng nào cũng mất rồi, anh giận dữ vậy làm chi cho đau đầu. Nếu con thỏ đó cho tôi thì cũng như vậy thôi mà. Như là như sao được hả thầy? Thầy là ân nhân, là người gia đình tôi mang ơn. Còn cái tên kia, nó là đồ cướp ngày, nó không đáng được cho lấy một cọng tóc. Làm sao mà giống được hả thầy? Nhưng giống nhau ở chỗ là anh đều không còn con thỏ, và cũng chẳng thể lấy lại được nó. Đằng nào cũng vậy thì không nên để giận dữ, bực tức ở trong đầu. Nó sẽ làm cho mình mệt mỏi, cáu bẳn, lúc nào cũng thấy khó chịu, rồi làm việc gì cũng sôi hỏng bỏng không cho coi. Nhưng mà nói thế thì chẳng phải những kẻ xấu xa cứ tha hồ mà ăn hiếp người lành sao thầy? Nói thế nào đây, ở đời này có nhân thì có quả. Làm việc khuất tất thì sớm muộn cũng sẽ nhận quả báo. Đã là ăn cướp thì lần này có thể không sao, nhưng đâu phải lần nào cũng thoát được tội. Thầy nói thế thì tôi cũng đỡ bực phần nào. Thôi chào thầy, tôi đi săn tiếp. Không từ giờ đến tối lại tay trắng về nhà. Chào anh. Có chuyện gì vậy mọi người? Hả? Hắn là... Tên này vừa cướp đồ của khách qua đường đó. May mà chúng tôi hô hào bắt và đuổi kịp hắn. Giờ sẽ đem hắn cho quan xử. Thầy Lan nói quả không sai, tên đó gieo nhân nào thì phải nhận quả đấy. Còn mình, nếu cứ bực tức, ấm ức vì con thỏ bị mất thì chưa chắc đã còn tâm trí để mà săn tiếp được con mồi to như thế này.
Chớ vội cười chê. Lại một ngày mới rồi, bắt tay vào công việc thôi. Á, à, đám đất hôm qua mình xới đã có mầm cây lên rồi kìa, tuyệt quá. Chào chị bướm, điệu múa của chị đẹp quá. Cảm ơn dung đất. Chào anh Châu cháu, anh đọc sách gì vậy? Ờ, tôi đang tìm bài ít thơ mà chưa ra đây. Hay anh làm thơ về bãi cỏ của chúng ta đi. Ờ, cũng được đó. Ờ, thế thì tuyệt quá. Vậy hôm nay tôi sẽ xới đất ở chỗ tảng đá kia và đợi nghe thơ của anh. Mà nè anh Dung Đất, sao anh có thể suốt ngày đào đào, xới xới cái đám đất mùn bẩn thỉu ấy được nhỉ? Công việc tao nhã như là viết văn, sáng tác thơ ca như tôi đây mà lắm lúc còn chán nữa là... Thì đó là công việc của tôi mà. Sao anh không chọn công việc nào đỡ lắm láp hơn mà làm? Chí ít cũng như nghệ sĩ bướm, tung tăng vui múa, làm đẹp thêm cho những khóm hoa rực rỡ kia. Hoặc như bác bọ ngựa đây, vừa luyện tập kiếm pháp, vừa có thể biểu diễn, lại vừa có thể ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ cho mọi người. Phải không bác? Tôi thấy chú chầu cháu nói phải đó. Công việc của anh cực nhọc quá, đã thấy người ngợm lại suốt ngày lấm láp, bẩn thỉu. Tôi, dù sao tôi cũng quen rồi, không đào đất thì tôi biết làm gì bây giờ. Anh làm gì thì cứ làm chứ, khu chúng ta ở đây toàn những người sang trọng cả, có ai làm những công việc tầm thường như thế đâu. Phải đó, anh nên tìm việc khác đi. Cỏ úa hết rồi, chẳng còn cỏ non để ăn, chẳng còn cảnh đẹp để ngắm. Tôi không còn chút cảm hứng nào viết lách nữa. Hoa cũng héo hết rồi, sao lại thế này? Cây thiếu sức sống, mềm oạt, tôi không thể rèn kiếm như thế này được. Tại vì đất khô cằn quá, nước mưa trôi đi hết không thấm vào đất được. Là do đất bằng phẳng, rắn chắc quá. Thế thì ta phải xới đất lên thôi. Nhưng mà xới bằng cách nào? Bình thường chúng ta đâu có biết xới đất. Xưa nay hết thảy là anh Dung làm cả chứ. Thôi chết, cậu ấy đã bỏ đi mất rồi, giờ đâu còn ở đây nữa. Là do chúng ta đã chê bai công việc của cậu ấy nên cậu ấy mới ra đi. Thật không ngờ công việc của anh ấy quan trọng và cao quý đến vậy. Đúng vậy, giờ chúng ta phải cùng nhau đi tìm để xin lỗi và mời anh ấy trở về đây với chúng ta thôi. Phải rồi, chúng ta cùng đi thôi. Anh Dung Đất ơi, anh Dung Đất ơi, anh ấy kia rồi. Anh Dung Đất, chúng tôi xin lỗi vì đã không phải với anh. Giờ chúng tôi đã hiểu công việc của anh quan trọng và cao quý như thế nào. Không có anh, cây cỏ, hoa lá và cuộc sống nơi bãi cỏ của chúng ta đều tàn úa hết. Anh cho chúng tôi xin lỗi, anh hãy trở về sống cùng với chúng tôi. Anh là người quan trọng nhất của chúng tôi. Cảm ơn mọi người, cũng nhờ mọi người mà tôi thêm yêu quý công việc của mình. Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt. Cảm ơn anh Dung Đức, chào mừng anh trở về. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.